Rồi bây giờ đón nha. Năm chục lên hả? Rồi bây giờ bên Sử Thành Tân chuẩn bị test tốc độ của chiếc cano 4m rộng 1m1 với cái máy bà tài sông bà nha mọi người ơi. Này chiếc cano này của xứ sở Cà Mau quê mình nha. Ấy da. Rồi bây giờ là không khí trước giờ chuẩn bị chạy thử tốc độ thì rất là nhộn nhịp luôn nha mọi người. Chiếc cano này thì Cà Mau quê tôi. Combo này đã nha. Rồi thì combo của chiếc cano 4m này gồm có những gì thì mình sẽ quay chi tiết bên trong cho mọi người xem nha. Chiếc này cano 4m thì được lắp đặt với một cái ghế ngồi lái. Cái ghế này ơi cao quá không sao không? Không cao không vừa. Với một cái vô lăng như thế này. Vô lăng này được cải tiến không? Vô là những cái vô lăng hồi xưa. Vô lăng hồi xưa thì là vô lăng bằng rồi lũng rồi. Ủa là trời phan lũng luôn. Đây thì để cái vô lăng này thì đẹp hơn với cái vô lăng hồi xưa nhiều luôn nha mọi người. Có hiệu là gì? Mô bóp kèn luôn không? Mô bóp kêu đó. Đây là ghế, giờ lắp ghế. Để chọn gói của chiếc cano 4m này được lắp đặt với máy 3T Samba này thì gồm có những món như sau. Vô lăng, bánh lái, chân vịt và một cái ghế ngồi lái với một cái ghế ở phía sau này thì quý khách có thể ngồi được 2 đến 3 người nha. 2-3 người. Nói chung là chiếc này làm lắp đặt rất là gọn nhưng mà đầy đủ tiện nghi luôn. Ghế ngồi lái thì ghế này bên Thành Tân cải tiến hơn những cái ghế phiên bản đầu tiên là những cái ghế này á, là nó nhám nhìn nó không có được sạch sẽ và bóng như là những cái ghế bây giờ thì nó bóng hơn rất là nhiều luôn nha. Rồi cái ghế như thế này thì có lẽ là hồi trước là 500.000 một cái, bây giờ đã cải tiến lại rồi, bây giờ là 5 xị. Đây góp mặt của các dàn diễn viên lắp máy để hoàn thiện chiếc cano 4m này thì gồm có ba anh thợ lắp đặt máy. Không, hai thợ một phụ phải không? Rồi. Em là phụ phải không? Dạ. Phụ là dẫn dắt, còn hai anh thợ, anh này thì anh thợ cùng chung với anh Thông nha. Anh Thông đang làm gì vậy anh Thông? Phá. Đó, anh đang hàng cái combo để lắp vào cái máy 3T63 này, chuẩn bị đi test tốc độ. Thì bây giờ chiếc này là được mấy anh em bên Sử Thành Tân dự đoán là tốc độ khoảng 55 đến 60 km/h. 12 phải không? Nhưng mà không biết tốc độ thật khi mà xuống đem thử nó được như thế nào nha. Thì mọi người cùng tham khảo cùng với mình. Thì chiếc cano được lắp đặt rất là gọn. Thì đây là chiếc cano ở tỉnh Cà Mau của mình, thì hy vọng đây là cái chiếc này đạt tốc độ cao thì để có thể làm nở mặt mấy anh em mình ở Cà Mau nha. Thì nó chỉ mày lộn á, tại vì này đổ ra gắn cho chiếc này mà. Đúng rồi. Lúc em ra quét mèo nó hỏi con mới mà sao quét hết luôn hả, rồi chưa bánh rồi. Đi sao?
nó nói tàu là gắn chiếc 419. Ủa, chú nói chiếc 4m. Rồi những clip sắp tới nữa thì bên Thành Tân sẽ cho test tốc độ của chiếc cano 6S3 được lắp đặt với cái máy chiếc này được lắp đặt với cái máy 4T86 của một bác trai ở ngoài miền Bắc. Thì sắp tới đây clip sắp tới mình sẽ quay chi tiết về cái chiếc này để cho bác xem nha. Chiếc này bác đặt hàng cũng đã rất là lâu rồi, thực sự rất là lâu. Thì cho đến ngày hôm nay mới được hoàn thiện nha. Ông dám. Đó, thì cái máy này thì máy 3T63 12 mã lực, dòng tua mát là 2900 vòng trên một phút. Vậy hả? 2900 vòng trên một giây ông nội ơi. Hả? 2900 vòng trên một giây ông nội ơi. Lửa vậy đó hả? Ôi trời, động cơ máy bay mà. Ôi trời, trên một giây nhẹ quá dữ. Thì combo của chiếc chọn gói của chiếc này rất là nhỏ gọn, nhưng mà tốc độ thì có thể là tầm 55 km trên một giờ nha mọi người ơi. Thì với một cái máy dầu như thế này á, chỉ có chỉ có 12 mã lực, nhưng mà nó xét về cái sức mạnh và tốc độ thì nó sẽ hơn rất là nhiều so với một cái máy cái máy xăng như vậy ta là 15 hoặc 18 ngựa nha. Nếu mà cái máy xăng 15 hoặc là 18 ngựa nếu lắp đặt vào cái cano 4m này á, thì chưa chắc gì đã đạt được tốc độ 55 km trên một giờ nha mọi người. Thì khoảng 50 đến 55 còn cho chiếc này, bởi vì cái máy dầu á, thì cái mã lực nó thấp, nhưng mà cái sức mạnh nó thì nó khá là cao so với cái máy chạy xăng thông dụng cùng mã lực nha. Anh Thơm ơi, chiếc này cái lắp dài bao nhiêu vậy? Anh Thơm ấy. 1m1 3 phân. 1m1 3 phân. Tính từ đích lái ra chân dịch là bao nhiêu? Đủ mới biết nãy giờ tao đi lấy chuột về tao đã nhậu được rồi. Nãy giờ tôi về được rồi. Đây, lao. Đây cano rất là đẹp luôn nha. Cano chọn gói lắp đặt như thế này rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chân dịch này được chạy với chân dịch inox. Inox nha. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái chân dịch này nó chưa có phải là loại tiêu chuẩn để mà chạy tốc độ cao nha. Bởi vì chân dịch chạy tốc độ cao là thường thường nó sẽ có một cái chiều sắn, nó sắn nhiều hơn là so với chân dịch chạy thông thường như thế này. Anh Thông ơi, cái chân dịch rồi. Thì chọn gói của chiếc cano này tầm khoảng 20 đến 25 triệu nha cả nhà. Bởi vì cái cano là 5 triệu nha. Còn cái máy 3T63 thì giá dao động từ khoảng 8 đến 9 triệu. Thì tùy vào cái phần trăm của máy nó khác nhau như thế nào. Thì mình cho dịch vụ, mình thì chưa biết giá chính xác, bởi vì cái chủ giá này thì chủ xưởng là người tính, cho nên là mình chưa có biết được con số chính xác để báo cho khách hàng nha. Thì giá tham khảo cho khách quý khách đó là giá dao động từ 20 đến 25 triệu trọn bộ giống hệt như thế này. Quý khách muốn biết giá chính xác thì liên hệ cho chủ xưởng nha, để chủ xưởng báo giá chính xác cho cả nhà nha. Sao mày nói hỏi chủ xưởng mà dịnh vai tao? Thì tao chủ xưởng đâu dịnh vai tao. Anh bây giờ thì vua một nước rồi còn gì nữa, bên khâu lắp máy thì chùm mày. Là không có máy anh để 2700. 2700. Chắc là mát 2900. Mát tua 2900 trên một giây. Trời ơi. Rồi chừng nào mới chạy được? Chân dịch này chân dịch của ai vậy anh Thông? Chân dịch này chân dịch của bé Nhật. Bé Nhật hả? Chân dịch này thì chân dịch nó bình thường thôi nha mọi người. Bởi vì bây giờ chưa có chân dịch xịn để mà test thử. Thì bây giờ chân dịch này nó cũng chưa có phải là tối ưu. Tối đa chưa? Rõ. Rồi. Cái này thì lắp máy chi tiết chút. Rồi thì chi tiết về cái máy này được lắp đặt là gồm như sau. Thì cái lắp này là lắp 42 nha cả nhà ơi. Lắp 42, còn cái cốt lắp thì là 16 ly. Dạ. Anh đổ nhiều hôi quá vậy anh Thông? Đổ cứ chó. Đổ nhiều hôi quá vậy anh Thông?
lẩu rồi thịt chó. Rồi, xuống. Lẩu tép thì đẩy xuống, còn không tép thì thôi nha. Hạ thủy phải không? Rồi bây giờ là hạ thủy nha cả nhà ơi. Thì cả nhà cùng mình dự đoán xem tốc độ của combo của chiếc cano này được như thế nào nha. Tốc độ bên mình dự đoán là khoảng 55 km, 55 cây số trên 1 giờ. Thì chỉ với một cái máy 12 mã lực thì chọn gói tầm khoảng 20 đến 25 triệu. Đây là mình tính luôn cả cái dàn nền máy luôn đó nha cả nhà. Lấy cái dầm con chạy đi. Thấy chưa? Đó thì đối với cái cano 4 mét thì quý khách có thể lắp được các dòng máy máy nhỏ, máy xe nhỏ như là cái dòng máy 2 đều được luôn nha. Thì bên đây là có một chiếc bình xưởng thành tăng lắp đặt cho lính chạy đi lấy đồ. Chiếc cano này bị khách bơm hàng cho nên là bây giờ lắp đặt vào cái máy 2 cano 4 mét. Quay trực tiếp để con quay đoạn này cái. Rồi chưa? 1 2 3. Rồi kỳ vậy. Rồi cái này là chỉ là clip chạy thử thôi nha cả nhà ơi, chứ mà mình cũng chưa có căn chỉnh cái phần chân vịt cho nó hoàn chỉnh nha. Bởi vì chân vịt này thì để quý khách để đem về mà chạy đạt tốc độ cao nhất á, thì quý khách có thể chọn một cái dòng chân vịt chuyên về chạy tốc độ nha. Thì cái phần đó quý khách về có thể tự thay đổi và căn chỉnh sau khi mình chạy thử được. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ quay sơ sơ về cái máy của một bác trai ở ngoài Bắc. Thì bác ấy là người là khách hàng của bên xưởng Thành Tân, đã đặt hàng rất là lâu rồi nhưng mà bên Thành Tân chưa có giao được. Thì trong đến ngày hôm nay á thì mà bên Thành Tân mới chính thức làm cho bác được xong rồi cái phần lắp máy. Bởi vì trong cái khoảng thời gian trước á thì cái máy này của bác là nó như là cái phần hộp số chưa có hoàn thiện và chỉnh sửa tới lui cũng phải rất là lâu. Nên đến ngày hôm nay thì là mới được hoàn thiện. Mình cũng chưa có biết được cái thông số gì cái hộp số này, cái hộp số này hộp số Yamaha. Còn cái máy này thì là cái máy 4T86. Máy này cũng khá là mờ, mình chưa có nhìn được cái thông tin gì của máy này. Thì sắp tới bên Thành Tân sẽ chạy thử chiếc này nha. Thì trong clip hôm nay á mình cũng xin chia sẻ một chút đối với những khách hàng mà thường xuyên xem kênh YouTube của mình nha. Thì hồi giờ mình có xem được một cái bình luận của một chú khách hàng là bình luận như thế này. Bình luận là chú tên là Sinh Quỳnh. Mình có đăng một cái video về cái chiếc 5.4 đường Thái và 5.1 đường Thái thì chú ấy bình luận cho mình nói như thế này. Nói là thằng này kết bạn nó không đồng ý, với nhắn tin nó không trả lời đâu anh em ơi. Qua kênh Cano Đời Đẹp nhé, anh em bên Đời Đẹp rất tôn trọng khách hàng nhé anh em. Thì chú ấy bình luận trên kênh của mình như thế này, thật sự mà nói thì mình là người
làm YouTube, và mình là một người làm vừa đi làm vừa làm YouTube, cho nên là cái khoảng thời gian rảnh mình của mình khá là ít. Tốc độ này chắc cũng chỉ tầm cỡ 50 à nha cả nhà ơi, chứ không tới không lên nổi 55 rồi. Thì có lẽ là tốc độ sẽ thấp hơn cái dự định dự đoán của mấy anh em mình. Còn để tí nữa thì mình sẽ xuống để mình đo thử tốc độ chính xác là bao nhiêu. Để mình sẽ báo cho khách hàng một gói combo nhỏ gọn mà giá cũng là giá tầm trung, dễ sử dụng. Với lại thì cũng đây là cũng chỉ là những clip chạy thử cho nó, nhưng còn rất nhiều yếu tố để mà hoàn chỉnh về cái phần tốc độ. Bởi vì chân dịch cũng không phải là loại tối ưu nhất khi để mình chạy tốc độ. Còn những cái chân dịch này để lắp vô đây thì vẫn là những cái chân dịch bình thường. Còn như khách hàng muốn chạy được tốc độ tối đa, tối ưu thì có thể chọn những dòng chân dịch mà của những anh chuyên làm thợ chân dịch, chuyên về chạy tốc độ cao, thì cả nhà sẽ được một cái chân dịch nó tối ưu hơn nha. Còn tốc độ này chỉ là tốc độ khi mà bên xưởng Thành Tân chạy thử cho khách, là để xem thử là máy móc mình có êm hay không, chứ không phải là chạy thử để đạt tốc độ tối đa nha cả nhà. Sao vậy, cần đo tốc độ không? Anh lúc nào cũng 74 chứ vậy? Thở tới chuẩn mà đi lúc nào cũng có tầm đó thôi. 74 thì lại anh 74 không vậy đấy hả? Có đo không? Em đo đâu? Đo được nhiêu? Tốc độ tối đa 72 vậy? Là... Tốc này chắc em đoán chắc cũng tầm có 50 là. Chắc không được 50 nữa. Sao không chơi, nếu chơi cái tao cho lên 2 cây nó tan, không 2 cây là lên. Rồi nha cả nhà, vừa rồi là màn chạy thử tốc độ của chiếc Kano 4m lắp đặt với máy 3T63 nha. Tốc độ. Máy chưa gống cái gì mà tốc độ chỗ này nó cũng tầm 50 nha cả nhà. Rồi vậy ok nha. Bây giờ combo của gói này quý khách hàng muốn biết chọn gói bao nhiêu thì quý khách có thể liên hệ cho chủ xưởng bên mình nha. Về tới Châu Phú An Giang là 20 triệu, có cái bình 25. Vậy là chọn gói này luôn là nhiêu gì sếp ơi? 20 triệu hả? Nếu mà so ra thì chọn gói này 20 triệu thì cũng rất là vừa túi tiền luôn nha mọi người. Bởi vì có thêm hai cái ghế nữa. Một cái ghế với một cái băng ngồi mà chọn gói có 20 triệu à. Thì rất là dễ sử dụng luôn nha. Tốc độ cho nãy mình đón thì chắc cũng sơ một vòng chứ cũng tầm 50 à, chứ không tới 55 nổi. Thì quý khách muốn tốc độ nó ok hơn thì mình sẽ cân chỉnh cái phần chân dịch thì nó sẽ nhỉnh hơn nha. Hai combo này im rồi nha. Rồi thì chờ trước mặt mọi người, đây là hai combo của chiếc Kano 4m, nhưng mà được lắp đặt với hai cái cổ máy khác nhau nha. Chiếc màu vàng đây thì được lắp đặt với cái máy 2T hả anh không? 2T hả, máy nhỏ nè.
2T này thì siêu phẩm này thì được chủ xưởng Thành Tân lắp đặt cho mấy anh em mình đi đi lấy đồ. Còn combo nhỏ gọn, tốc độ đạt tầm 35 km/h với cái máy 2 nha, thì cũng là được một cái lắp cái ghế ngồi lái với một cái băng ghế ngang. Thì phía bên kia thì cano 4m được lắp đặt với cái máy 3T63 mà ở trước đó mình đã chạy thử cho mọi người coi nha, thì tốc độ chắc cũng đạt tầm 50. Hai combo giống nhau. Thì chọn gói của hai cái chiếc cano này á, thì được lắp đặt với những cái máy nhỏ như thế này thì chọn gói cũng tầm khoảng 20 đến 22 triệu rồi nha cả nhà. Nói chung là giá cả cũng dễ sử dụng, nhưng mà được cái nó chạy nó rất là ngầu. Thì bây giờ mình xin tạm dừng video clip tại đây và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Thì ở cuối clip này mình có đôi lời muốn nói gửi đến tất cả những quý khán giả đã xem kênh YouTube của mình. Thôi thì ở cuối cái video này thì mình xin muốn nói một điều đến những quý khán giả như thế này, là có một chú khán giả đã bình luận cho mình như thế này, là nói mình là thằng này kết bạn nó không đồng ý, với nhắn tin nó không có trả lời đâu anh em ơi, qua kênh của Cano Đời Điệp nhé, anh em bên Đời Điệp rất tôn trọng khách hàng. Thì thật sự chú này bình luận mình cũng xin chân thành cảm ơn chú đã góp ý trên cái kênh YouTube của mình. Nhưng mà thật sự mà nói, bởi vì mình là một người quay YouTube và một người đi làm mướn, cho nên là có rất ít thời gian rảnh để mà xem tất cả những bình luận của khách hàng mà để trả lời nha. Bởi vì mình có rất là nhiều tin nhắn ở bên Zalo và tin nhắn bên YouTube, cho nên mình không thể nào mà xem được hết tất cả những tin nhắn, và cũng không thể nào mà trả lời được hết tất cả những tin nhắn và những cuộc gọi và những lời mời kết bạn của quý khách được. Cho nên là mình rất mong mọi người thông cảm. Đây, chú ấy bình luận như thế này thì chú chửi mình là nói thằng này kết bạn nó không đồng ý, với nhắn tin nó không trả lời. Và đây là cái tin nhắn mình chụp được để mình nói một lời ngắn gọn. Đây mình sẽ xem cho mọi người xem nha, sơ sơ thôi. Đây mình làm, bởi vì cái kênh YouTube của mình là kênh về buôn bán, cho nên là có rất là nhiều người hỏi, và rất là nhiều tin nhắn. Cho nên mình không thể nào mình xem được hết tất cả những tin nhắn và trả lời được hết tất cả cho từng người khách hàng một được nha cả nhà. Đây chú ấy rất là nhiều bình luận, mà mình bởi vì làm ở ban ngày, đi làm thì làm suốt ngày à, tối về thì thời gian chỉ rảnh được có 1-2 tiếng à, chỉ có vài tiếng à, còn mình còn làm công việc khác nữa, chứ không phải chỉ ghi là về là rảnh ăn cơm xong cầm điện thoại. Cho nên thời gian mình để ghép tin nhắn của khách hàng đó, thì cũng không được nhiều. Mình đây chú ấy để lại bình luận cho mình nữa đây. Thì ở clip sau mình sẽ nói rõ vấn đề này để cho khách hàng nói chung là bớt hiểu lầm về mình. Nói chung thì bên xưởng Thành Tân thì đôi khi sơ sót cái chỗ mà phục vụ khách hàng ở chỗ cái khâu nghe điện thoại chưa có tốt, bởi vì có quá nhiều người điện trong một ngày. Cho nên không thể nào mà bắt máy được tất cả các cuộc gọi được. Cho nên là nếu như những khách hàng có thể hiểu được thì sẽ vui lòng bỏ qua nha. Chú ấy nói đây, xưởng Đời Điệp rất tôn trọng khách hàng, điện thoại là nghe máy tư vấn liền, còn không thì họ sẽ gọi điện thoại lại, còn xưởng này thì không cần nghe máy đâu anh em. Thì thật sự là mình mà nói thì đỡ cái khâu chăm sóc á, nếu mà như mà đối với riêng mình thôi, nếu mà mình á, mỗi một ngày mà có rất ít người gọi thì mình sẽ nghe máy được hết tất cả cuộc gọi của quý khách, và mình sẽ trả lời nghe được hết tất cả. Còn như mà cái cuộc gọi của mình lên đến hàng trăm cuộc gọi á, thì mình đâu thể nào mà nghe được hết tất cả 100 cuộc gọi trong một ngày được đâu cả nhà. Nói chung mình trong hoàn cảnh thì mới hiểu được, thì có sai sót thì người ta khách hàng trách móc thì mình xin chấp nhận. Còn như mà cuộc gọi quá nhiều thì nếu để nói bắt máy được hết tất cả các cuộc gọi thì cũng thực sự rất là khó. Chứ nếu mà buôn bán mà mình không nghe điện thoại thì không khác nào mà mình làm ra mà mình không cần người ta mua. Tất cả các xưởng kinh doanh đó, buôn bán khi sản xuất mặt hàng đều muốn có khách hàng để bán.
Còn nếu mà điện thoại, khách hàng điện thoại mà không nghe máy, nếu thật sự không nghe máy á, thì buôn bán để làm gì? Hôm sau nữa mình sẽ làm clip để mình nói rõ vấn đề này nha. Đây là cuối clip mình xin chia sẻ một chút thôi đây. Có quá nhiều tin nhắn luôn. Toàn cái kênh của YouTube của mình là chuyên cái gì quay buôn bán, cho nên là có rất nhiều tin nhắn bình luận của tất cả khách hàng. Có nhiều chú bác bình luận nên mình đâu có trả lời hết được đâu. Rồi, còn bên nữa, bên một phần Zalo của mình nữa. Đây là Zalo của mình như thế này, tin nhắn như thế này thì đối với riêng mình thì mình trả lời cũng đâu hết đâu cả nhà. Ban ngày thì làm tới sáng, từ 7 giờ rưỡi làm cho tới chiều tối, có khi làm tới 9 giờ đêm thì về nhà ăn cơm xong thì cũng đâu có bao nhiêu thời gian đâu mà để trả lời hết tất cả tin nhắn của khách hàng mình được. Đây thì tin nhắn của mình rất là nhiều. Đây mình cũng không có ít có thời gian để mà xem xét hết, bởi vì mình còn nhiều công việc lắm. Tối về mình còn chỉnh sửa video và mình làm bên ngành tài chính nữa. Đây, tin nhắn đây, còn tin nhắn của kết bạn rất là nhiều luôn. Làm sao mình biết được đồng ý ai được, còn như những quý khách hàng nào cần thiết thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình để mình để trao đổi trực tiếp thì sẽ dễ hơn nha. Đây nè, quá nhiều tin nhắn, còn tin nhắn của người lạ nữa. Đây mình cho cả nhà xem nha. Hôm sau mình sẽ nói rõ một tí để cả nhà bớt hiểu lầm mình, chứ không phải là tự nhiên mình quay ra mình không muốn tư vấn hay là mình không muốn trao đổi gì với khách hàng đâu nha. Tại quá nhiều tin nhắn mà mình không thể nào ghép hết được. Trong đây 446 tin nhắn của người lạ này, như thế này làm sao mà trả lời hết được từng người một được, đo đúng không cả nhà? Đây nữa, bởi vì mình còn cái thời gian rảnh của mình khá là ít cho nên là cũng trả lời khó. Rồi sơ sơ thôi nha. Rồi bây giờ mình xin kết thúc clip. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau nha.